Tiếp tục với nội dung bộ phim Băng Hỏa Ma Chủ, sau khi sư cửu thấy Linh Nhi và Niệm Băng cứ cắm đầu cắm cổ trong mấy cuốn sách ma pháp thì hắn chán nản rời đi. Đi đến từ lâu để uống rượu với các sư đệ. Hắn liên tục than vãn, giờ đây danh xưng đại ma pháp sư trẻ tuổi nhất công hội đã không thuộc về hắn nữa mà thuộc về tên đại ma pháp sư hệ băng mới gia nhập công hội. Điều mà hắn không ngờ là Băng Giàn cũng có mặt ở đó. Hắn đã nghe được toàn bộ câu chuyện của sư cửu. Kẻ mà sư cửu mô tả trông rất giống với kẻ mà hắn, Băng Nguyệt Thành tìm kiếm bấy lâu nay. Còn về phía Niệm Băng thì vẫn đang chăm chú đọc sách. Đáng tiếc là vẫn chưa tìm được cách giải quyết triệt để vấn đề băng hỏa đồng nguyên, nên hắn đã thử tìm cách chế tạo quần ma pháp, dùng quần ma pháp để thực nghiệm dung hợp băng và hỏa. Niệm Băng bắt đầu lấy một quần ma pháp trống ra rồi làm theo hướng dẫn trong sách. Muốn thành công chế tạo, đối với ma pháp lực thì lực khống chế đều phải có yêu cầu cực cao. Đầu tiên, hắn vẽ ra bùa chú đối ứng với ma pháp, rồi xuất bạo phong tuyết ra ngưng tụ nó lại, rồi từ từ nén dung nhập vào trong quần ma pháp. Nhưng mọi chuyện không diễn biến đúng như ý định, bỗng dưng Niệm Băng bị mất khống chế. Ở bước cuối cùng, quả thực cần phải có lực khống chế ma pháp cường đại. Sau khi hắn bắt đầu tập trung làm lại bước cuối cùng thì cũng thành công. Linh Nhi tới đưa bánh cho Niệm Băng, cô nàng không khỏi bất ngờ trước những cuộn giấy ma pháp để trên bàn. Hỏi thăm thì biết Niệm Băng đã sử dụng tổng cộng 100 cuộn giấy để làm ra hơn 30 cuộn ma pháp cấp 4. Tỷ lệ thành công này ngay cả lòng trí cũng không thể nào đạt tới được. Linh Nhi cho biết số ma pháp sư có tỷ lệ thành công chỉ khoảng 1%, cho dù dùng cuộn giấy trắng đắt nhất để làm thì tỷ lệ thành công cũng chỉ có 20%. Nếu tỷ lệ thành công của ma pháp sư nào cũng cao như nam chính thì chắc chắn công hội ma pháp sư sẽ là công hội giàu có nhất rồi. Một cuộn ma pháp cấp 4 có giá từ 50 tới 100 kim tệ. Những cuộn ma pháp cấp 5 cũng có thể bán với giá hàng chục tử kim tệ. Còn có những cuộn ma pháp cấp 5 loại khác có thể bán với giá trên 200 tử kim tệ. Nghe nàng ta nói vậy, hắn liền nhận ra mình có thể phát tài vì năng lực này, có thể làm ra được cuộn ma pháp cấp 6. Niệm Băng ngỏ ý với Linh Nhi nhờ lòng chỉ bán giúp mình vài cuộn. Vậy nhưng nàng lại từ chối vì hiện giờ, ít nhất một nửa chi tiêu của công hội đều dựa vào cuộn ma pháp của lòng trí để duy trì. Vậy nhưng, tỷ lệ thành công lại cực kỳ thấp, mà cuộn giấy trắng lại cực kỳ quý giá. Công hội của các nước đế quốc khác đều được cả đế quốc chống lưng. Vậy nhưng trong mắt hoàng thất của đế quốc Băng Nguyệt thì chỉ có băng thần tháp mới tượng trưng cho ma pháp của đế quốc. Cho nên, tiền bạc cung cấp cho công hội ma pháp sư rất ít. Vì thấy công hội đang rất khó khăn, vậy nên Niệm Băng đã đồng ý cống hiến tất cả những cuộn ma pháp hắn làm ra. Một xu cũng không lấy, mà chỉ giữ lại những cuộn mà hắn cần mà thôi. Đổi lại thì hắn muốn phía công hội phải cho mình một quyền hạn, đó là khi hắn cần tiền thì công hội có thể cung cấp một phần. Linh Nhi nghe vậy liền vui mừng tới nỗi, suýt nữa là nhảy vào ôm chầm lấy anh trai mới trước mặt. Cô nàng nhanh chóng cầm vài cuộn ma pháp đi gặp phụ thân của mình. Một lúc sau, Long Chỉ đã tới tận nơi gặp Niệm Băng. Ông đã nghe Linh Nhi kể hết toàn bộ sự việc và ông cũng đang thắc mắc tại sao Niệm Băng lại có tỷ lệ thành công cao tới như vậy. Long Chỉ đưa cho hắn một cuộn giấy ma pháp. Hắn cũng không ngờ rằng trên cuộn giấy này lại có nguyên tố ma pháp dồi dào tới như vậy. Đây chính là cuộn giấy trắng đắt nhất, có giá lên tới 10 tử kim tệ. Nó có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Niệm Băng bắt đầu thực hiện khắc pháp chú lên cuộn giấy. Chỉ sau vài giây đã thành công, khiến Long Chỉ không khỏi ngạc nhiên. Ông nói, ma pháp trận trên cuộn giấy ma pháp có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu có sai sót dù chi một ly thì cả cuộn coi như bỏ đi. Ông khắc pháp chú lên một cuộn ít nhất cũng cần một canh giờ, vậy nhưng hắn chỉ dùng thời gian vài hơi thở ngắn ngủi là có thể vẽ xong. Lẽ nào không sợ vẽ sai hay sao? Niệm Bằng cho biết, trước khi vẽ, đã hòa ma pháp trận trong não một lượt. Sau đó lại quan sát thật kỹ cuộn giấy tìm ra chỗ tốt nhất để hạ thủ. Cuối cùng thì trực tiếp dung nhập vào hơi thở ma pháp của cuộn giấy để tự khắc có thể một bước mà thành. Điều đó khiến cho lòng trí cực kỳ tâm phục khẩu phục. Ông quyết định kể từ bây giờ, Niệm Băng có thể dựa vào huy chương lấy mọi tài nguyên ở trong phân hội. Ở bên ngoài công hội, Băng Giàn vẫn đứng ròng rã liên tục mấy ngày để chờ đợi Niệm Băng ra ngoài. Vậy nhưng chờ mãi mà gã ta vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Gã không tin tiểu tử đó vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài. Còn về phía Niệm Băng thì hắn ngày đêm ở trong thư viện học cách sử dụng ma pháp băng thần chỉ giữ. Hắn ngồi thiền tưởng tượng, băng thuần khiết mà kiên cố, hơi thở của băng bao phủ khắp mặt đất. Vậy nhưng do ma pháp lực hệ băng mà băng thần chỉ giữ cần quá lớn, mà ma pháp hệ hỏa lại không có cách nào có thể cân bằng được. Vậy nên bắt buộc phải khiến chúng duy trì sự lưu chuyển đồng bộ. Niệm Băng dồn hết sức lực hết thần chú hơi thở của băng, đồng kết thiên địa, làm xuất hiện một cây thương băng, vậy nhưng do sức mạnh chưa đủ nên thương băng đã biến mất. Nhận ra mình bắt buộc phải hấp thụ nguyên tố hỏa, duy trì sự cân bằng của vòng xoáy, vậy nhưng vẫn không thành công. Niệm Băng quyết định làm lại một lần nữa. Hắn thử dẫn động nguyên tố hỏa vào nguyên tố băng,
thì đúng lúc Linh Nhi lại xuất hiện rủ đi ăn cơm, nam chính lại từ chối rồi đi ra ngoài hóng gió. Vừa bước chân ra ngoài được vài ba bước thì nam chính lập tức bị Bằng San xuất băng tên ra đánh úp từ phía sau. Hắn nhận ra tên vừa đánh lén chính là kẻ mà khi xưa truy sát mình. Bằng San tiếp tục xuất băng nguyên tố tấn công, trước mắt Niệm Bằng đành phải xuất ra băng chi trường đón đỡ. Không dừng ở đó, Bằng San lại bay lên không trung xuất ra băng phá vũ, tạo ra một cơn lốc bằng băng cường đại, có thể cuốn bay hết tất cả mọi thứ. Nhận ra chiến lực của Bằng San còn mạnh hơn trong tưởng tượng, Niệm Bằng liền tập trung dồn toàn bộ sức lực tạo ra nhiều mũi tên tấn công. Những mũi tên băng độc lạ này khi tiến đến gần Bằng San đều nổ tung, khiến hắn sợ choáng váng mà tức giận đến tím cả người. Bằng San lại xuất ra song sắc băng phong cầu, hai quả cầu băng sắp sửa lao đến thì nam chính đã nhanh tay xuất ra hỏa diễm thần đón đỡ song cầu. Tuy nhiên, bàn tay hỏa diễm thần lại nhanh chóng bị đối thủ đánh tàn nát. Không còn cách nào khác, nam chính đành dùng pháp trượng xuất ra băng pháp cao cấp, tạo ra một cơn lốc băng lao thẳng tới phá tan ma pháp của Bằng San. Nhận ra Niệm Bằng đang sử dụng viên đá băng tuyết nữ thần thì gã ta lập tức lấy ra một quyển trục, tạo ra một pháp trận cầm cố bao vây xung quanh Niệm Bằng. Trước khi cầm cố trận hình thành thì Niệm Bằng đã nhanh tay dùng pháp trượng để phá hủy nó, vậy nhưng mà vẫn không được. Niệm Bằng nhận ra rằng tên Bằng San này vốn đã phát hiện ra mình, vậy nhưng gã ta lại không báo lên băng thần tháp mà còn phong tỏa nơi này, mục đích có lẽ là muốn chiếm đoạt viên đá. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Thực chất là Bằng San chỉ muốn lấy mạng của Niệm Bằng để trở thành người đứng đầu thập nhị đại tế tư mà thôi. Ban sáng Niệm Bằng đã tu luyện băng thần chỉ giữ vậy nhưng không thành, vậy nên đã mượn sức mạnh của đá băng tuyết nữ thần thì chuyển công kích phản công. Hai mũi tên băng vai chạm nhau, không kẻ nào chịu thua kẻ nào. Do ma pháp lực chưa đủ mạnh để điều khiển loại ma pháp cấp 6 này, nên sau một hồi chiến đấu thì chiêu thức của Niệm Bằng đã bị phá vỡ. Nếu như nam chính không dùng sức mạnh của băng hỏa đồng nguyên thì chỉ có thể đánh hòa với Bằng San. Đám người của băng thần tháp mà đuổi tới thì hắn chỉ có đường chết mà thôi. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Niệm Bằng đành phải xuất ra băng hỏa đồng nguyên, mặc dù chiêu này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Niệm Bằng dung hợp nguyên tố băng vào hỏa lại với nhau, tạo ra một ma pháp lực thật cường đại. Động tĩnh gây ra không những thu hút sự chú ý của Tuyết Cực và Long Trí, mà ngay cả Bằng Lỗ, Băng Nhung và Phượng Nữ cũng đã đánh hơi được có điều gì đó không ổn nên lập tức chạy tới. Niệm Bằng ngưng tụ ra hai con rồng đánh tan mũi thương của Bằng San, đồng thời phá vỡ hàn băng chỉ trướng khiến Bằng San thua trận. Khi mọi người đến nơi thì đã thấy Bằng San chết không còn một giọt máu. Nguyên nhân là bị hai loại ma pháp hệ băng và hệ hỏa đồng thời công kích. Bằng Lỗ nghi ngờ rằng chính người của công hội ma pháp sư gây ra, vậy nên đòi tra xét công hội thêm một lần nữa. Nếu như Long Trí không đồng ý thì hắn sẽ hỏi ý kiến của băng tuyết nữ thần để định đoạt chuyện này. Nói xong, liền ôm xác của Bằng San để quay về. Long Trí quay trở về công hội thì gặp Linh Nhi. Ông liền kể cho nàng nghe chuyện bà nãy vừa xảy ra. Long Trí không muốn bỏ qua chuyện này nên nhất quyết điều tra, bắt đầu bằng việc chiều này ai là người không có mắt ở công hội. Linh Nhi nghe xong liền hốt hoảng, ánh mắt bắt đầu thất thần, xong nói lắp bắp, nghĩ ngay tới Niệm Bằng, vậy nhưng không biết chắc có phải là do hắn làm hay không. Về phía Niệm Bằng thì đang bị thương rất nặng, hắn một mực ở trong phòng điều trị đến khi hoàn toàn hồi phục thì lại tiếp tục đi tới thư viện đọc sách. Ngay lúc này, Linh Nhi đi tới hỏi thăm, nàng ta đang nghi ngờ tiểu tử này chính là kẻ đã giết chết Bằng San. Nghe Linh Nhi hỏi vậy, hắn liền biết đối phương đang nghi ngờ mình. Vậy nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi đưa cho Linh Nhi một cuốn ma pháp mà mình đang cải tiến. Đó chính là cuốn ma pháp cấp 1, điều đó khiến Linh Nhi thực sự bất ngờ. Ban đầu Niệm Bằng muốn dung hòa hai loại ma pháp khác nhau trong cuốn ma pháp này. Hiện giờ chỉ kích động được bằng nhẫn thuật trong đó, tuy rằng rất khó để thực hiện, vậy nhưng nếu kiên trì, chắc chắn sẽ thành công. Đang nói chuyện vui vẻ thì có người đến báo Lạc Nhu tới tìm Niệm Bằng. Bây giờ nàng đang ở trong bái phòng. Video tới đây là dừng lại rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé!